Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ tập trung đề cập nội dung những cách làm sáng tạo trong thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự đồng thuận cao của nhân dân. Để làm tốt việc này, các địa phương đã chủ động tích cực vận dụng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, huy động các nguồn lực và đặc biệt là có những cách làm sáng tạo hiệu quả để vận động toàn nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn. Kết quả đã làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn vùng cao Lào Cai. Phóng sự được thực hiện tại xã Thanh Kim, huyện Sapa. Những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, bà con nhân dân thôn Bản Kim, xã Thanh Kim đang gấp rút chuẩn bị để đổ những mét đường bê tông cuối cùng của thôn. Riêng trong năm nay, Bản Kim đã hoàn thành được trên 1,7 km đường nông thôn mới. Có đường mới, trẻ con trong thôn đi học không còn vất vả, bà con chở nông sản, chở vật liệu xây dựng sẽ không còn khó khăn như trước. Tết này, việc du xuân, chơi Tết của bà con nhân dân đã thuận lợi hơn rất nhiều. Không còn cảnh những con đường đất trơn trượt khi mưa hay bụi bẩn mỗi ngày trời nắng. Trước kia toàn đi đường đất, khó đi lắm. Nhưng mà bây giờ làm đường lưu thông qua, bây giờ đi nó tiện hơn. Bà con vẫn phấn khởi, vẫn vận động đi làm hết được. Ở đây bà con mình chỉ đi đóng góp công đi làm, nhà nước vận chuyển đá, xi, cát cái gì vào đây rồi dân đi làm. Những con đường được đổ bê tông sạch sẽ chạy dọc các thôn ở Thanh Kim đã mang lại bộ mặt tươi mới cho từng thôn bản. Để có được kết quả trên, Đảng ủy, chính quyền xã đã có sự vào cuộc tích cực để huy động nhân dân tham gia làm đường. Ngay từ đầu năm, xã đã thành lập ban tuyên truyền xây dựng nông thôn mới từ xã tới thôn, với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy và đại diện các đoàn thể mặt trận. Mỗi lãnh đạo xã trực tiếp phụ trách những mảng riêng trên cơ sở bàn bạc, đối thoại công khai với nhân dân. Nhờ vậy, các hộ dân của Thanh Kim đã có sự đồng thuận cao, ủng hộ chủ trương làm đường giao thông nông thôn bằng cách hiến đất, hiến công rất sôi nổi và tích cực. Nhờ vậy, trong năm 2017, mặc dù thời tiết có nhiều bất lợi, mưa kéo dài nhiều tháng, nhưng đến cuối năm, xã Thanh Kim vẫn hoàn thành chỉ tiêu được giao về làm đường giao thông nông thôn. Đối với công tác phân công nhiệm vụ làm đường giao thông nông thôn ấy, là trong cái thường trực chúng tôi là đối với đồng chí Quẩy là phó bí thư là phân công phụ trách cái mạng là vật liệu là nhận chuyên nhận vật liệu đấy, là để cứ từng xe một đến là đếm xem là bao nhiêu xe. Đối với đồng chí Hoàng thì là đồng chí phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân xã, thì đồng chí có trách nhiệm là phụ trách cái mạng là xi măng đấy. Khi mà các tuyến đường mà thiếu xi măng thì đồng chí đã chủ động để gọi xi măng đến cho người dân để thực hiện. Đấy là phân công rất là cụ thể cho từng đồng chí để là phụ trách từng cái công việc một đấy, từ xi măng, cát sỏi và đấy, đến phân công một đồng chí nữa là phân công về phụ trách là chuyên huy động vận động người dân, đấy là huy động ngày công người dân đến đóng góp thực hiện. Làm mới đường giao thông nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng, song việc duy tu bảo dưỡng để kéo dài tuổi thọ và hiệu suất sử dụng đường cũng là một nhiệm vụ được xã Thanh Kim hết sức quan tâm. Để nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, duy tu hệ thống đường giao thông nông thôn, các đoàn thể trong xã mà tiêu biểu là tổ chức đoàn thanh niên đã hăng hái đăng ký nhận phụ trách từng tuyến đường, phối hợp với bà con nhân dân thường xuyên tổ chức các buổi vệ sinh quét dọn. Vào thời điểm trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hầu hết các thôn bản đã tiến hành tổng vệ sinh các đoạn đường để sẵn sàng đón Tết. Năm nay thì được xã và huyện tạo điều kiện làm đường nông thôn mới về đến nhà, chúng tôi rất là vui mừng. Hàng tháng, hàng tuần chúng tôi sẽ tổng dọn vệ sinh quét trong hàng tuần. Mỗi một tuần tôi quét một lần, tổng dọn vệ sinh một lần trong nông thôn mới, đường nông thôn mới. Hôm nay bà con chúng tôi tự giác ạ. Và chúng tôi bên đoàn chúng tôi sẽ tự giác là đi quét dọn ạ. Trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, bằng cách làm hiệu quả và thiết thực, xã Thanh Kim đã vận động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn bản vùng cao. Sự đồng thuận của nhân dân cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc để xã Thanh Kim vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu đạt được những kết quả tốt hơn trong chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ quan trọng khác trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là hoàn thành tiêu chí thu nhập đảm bảo cuộc sống cho người dân. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hướng phát triển kinh tế, trong đó thâm canh tăng vụ, sản xuất thắng lợi vụ đông đang là giải pháp cho hiệu quả cao. Xác định việc thực hiện tốt vụ đông sẽ góp phần giải quyết việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho người nông dân, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Đồng thời, tập trung sản xuất vụ đông cũng là cách để làm thay đổi nếp nghĩ, tư duy cũ của đồng bào các dân tộc. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Văn Bàn đã tập trung mở rộng và nâng cao chất lượng sản xuất vụ đông. Vụ đông này, huyện Văn Bàn thực hiện gieo trồng hơn 1.000 hectare cây vụ đông. Cùng với việc thực hiện tốt việc cung ứng giống phân bón theo quy định của nhà nước về hỗ trợ sản xuất cây vụ đông, mỗi địa phương trên địa bàn huyện cũng đã chủ động đưa ra những cách làm thiết thực và cụ thể để việc sản xuất vụ đông thật sự hiệu quả. Trong đó có mô hình liên kết giữa cán bộ địa phương với người dân để sản xuất một loại cây trồng nhất định. Việc liên kết được thực hiện trên nguyên tắc bà con nông dân bỏ đất, công trồng, chăm sóc, cán bộ tham gia cùng làm với bà con nhân dân và tập trung hướng dẫn kỹ thuật, kết nối tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm do bà con làm ra. Như trước kia thì công tác tuyên truyền vận động bà con sản xuất vụ đông thì cơ bản là chưa có mô hình liên kết sản xuất, nên nhân dân thực hiện cách nhỏ lẻ và manh mún, và cơ bản chỉ trồng một số cái cây rau củ quả để phục vụ chính cho gia đình và vô chăn nuôi thôi. Nhưng mà để tính như thế thì cũng không phải không sản xuất hàng hóa mà cũng tăng thu nhập cho nhân dân. Nhưng mà từ khi là thực hiện quyết định 293 là hỗ trợ 1 ha là 10 triệu đồng, và đặc biệt là cái mô hình là các đồng chí lãnh đạo cũng như thôn bản đi trước làm các mô hình liên kết này thì nhân dân đã tin tưởng. Và như năm ngoái thực hiện được 2 ha liên kết thì năm nay đã thực hiện được lên 14 ha của cây khoai tây cộng với lại thêm 7 ha của cây khoai lang thì hơn 20 ha. Thì cơ bản đã, và đặc biệt đến giờ phút này đã cây sản xuất liên kết đến giờ phút này là đã thành công, thì sang năm cái mô hình này sẽ nhân rộng ra để là với một trong những cái mô hình chủ lực trong cái liên kết sản xuất và sản xuất vụ đông của xã Hòa Mạc. Để thực hiện thắng lợi vụ đông, đa phần các địa phương trên địa bàn tỉnh đều hướng tới sản xuất trên quy mô hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát, vụ đông nhiều năm qua được địa phương này thực hiện rất tốt, triển khai trên quy mô lớn thành vùng hàng hóa. Tuy nhiên, vấn đề tiêu thụ sản phẩm vẫn là khó khăn lớn. Vì đôi khi chất lượng sản phẩm nông sản chưa đảm bảo, việc liên kết tiêu thụ chưa chặt chẽ. Để xóa tâm lý e ngại, vận động được đông đảo nhân dân tham gia vụ đông, một mặt chính quyền xã tìm những giống cây trồng mới cho năng suất cao, chất lượng tốt đưa vào gieo trồng, đồng thời thực hiện tốt việc liên kết trong sản xuất. Cho khoai mới lại năm nay với lại năm ngoái thì chắc chắn là năm nay tiêu thụ là sẽ dễ hơn năm ngoái. Giống khoai của năm nay thì theo mình thu hoạch thì mình cảm thấy là nó chất lượng của nó, mẫu mã nữa nó đạt hơn năm ngoái. Cũng rất là dễ để chăm sóc cái giống khoai này. Nó cũng không cầu kỳ. Ở đây thì liên kết chủ yếu là bà con nông dân trong các cái nhóm hộ mà xã đã thành lập và hợp tác xã làm trung tâm để chuyển giao toàn bộ sản phẩm đó đến nhà doanh nghiệp hoặc là các cái đơn vị đăng ký với xã như các đơn vị trên địa bàn thành phố Lào Cai, các cái cửa hàng và các cái trường học có bếp ăn bán trú là họ đều đăng ký sản phẩm của Quảng Kim. Mùa xuân đang về trên khắp những cánh đồng của các địa phương Lào Cai. Với những cách làm sáng tạo như vừa nói ở trên, thành công từ một vụ mùa thắng lợi sẽ mang đến niềm vui cho bà con nông dân trong những ngày vui xuân đón Tết. Đây cũng là tiền đề quan trọng để năm 2018, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt được những thắng lợi trên lĩnh vực nông nghiệp, hoàn thành thêm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa cuộc sống người dân ngày càng ấm no, giàu đẹp. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.